Đôi khi nó làm dâu trong họ, anh em cái kiểu nó là thế nhá. Đấy. Dạ vâng. Anh em cứ phản ứng đi. Đấy. Nhà em có nhiều dim Việt giá dưới 30 triệu nha anh nha. Con xe này mua có 10 triệu 500 anh em nhá, một con xe bản 6 nan mua 10 triệu 500. Đấy, cộng cho anh em 2 triệu. Đấy, xe của nó có xước sát nhá. Biển Hà Nội 2010, 10 triệu 500 cộng 2 triệu, đuôi 49 nhá. 12 triệu 500 cho các bác ạ. Đấy. Biển 29G1 2744 à 27849 cho các bác ạ. Rồi. Xe giao diện bình thường nhưng mà máy về xước sát con này đầu tư anh em đầu tư mất triệu nữa, bên mình làm lại cho anh em cứ đầu tư triệu nữa. Toàn bộ đôi tay nắm thay này, về mông má hết dọn lại, máy ngon nhá. Máy ngon nhưng được cái bản 6 nan này. Máy vẫn ngon này, pha được cái pha đẹp. Con này rất dễ mông, mông tí vỏ con này máy. Được tiếng thì được tiếng thì mất hơi mất hình đấy nhá. Vỡ hơi xấu, đồ sần. Thay thì... đôi tay thay phanh hết 60 nghìn. Kiểm tra giảm sóc này. Giảm sóc trước sau ngon nhá. Trước sau ngon. Máy căng. Sợ. Đầu tư mất triệu, 1,5 triệu nữa. Trông mình con này phải mông lại một tí hình thức thôi nhưng giá lại rất là yêu. Mình mua có 10 triệu 500. 12 triệu. Máy zin hiện tại thời điểm hiện tại là sơn zin máy zin. Dạ vâng. Sơn zin máy zin bản phun điện tử FI. Anh em nhá. Bán giá hợp lý thợ thuyền có thể mua được kiếm 1 2 triệu. Thợ có thể mua được nhá. Rồi, đây chìa khóa còn zin. Sơn zin máy zin nhá, bây giờ về thì dọn lại thì lại là máy zin như máy sơn tỉa. Hàng mộc nhá, mình vừa mua sáng nay. Vừa mua xong. Chưa. Ấy thì là mà 25 triệu và 500. 22 triệu 500. À 22 triệu 500. 22 triệu 500. Lộn. Anh 22 triệu 500. Nhờ kia lên sóng bán cho anh con xe thì thật sự ra xe người nhà. Bán thống nhất là 22 triệu 500 bản 2023 mới đi được có 385 km. Đấy anh em ai hữu duyên mới tinh luôn đấy anh em ạ. Mới nhá, xe mới nhá, là anh em nào không hộ khẩu Hà Nội hoặc những xe nào rượu nhạt bán người nhỡ. Đẹp nhỉ, còn đẹp. Giá hơi bướng nhá. Đấy. Quá ok rồi đúng không? Không vấn đề gì. Vâng, ok. Không lỗi gì đúng không? Không lỗi gì. Không lỗi gì luôn. Rất là nắn nót. Vẫn bụi nhá anh em, vẫn để vẫn bụi nguyên. Ok, chốt anh Hưng 22 triệu 500 nhá. Ok. Cộng với anh em thế này 1,5 triệu nhá. Anh em mình đưa đò thôi. Không nhưng mà mình vẫn xuống tiền để mua. Anh em mình em chơi nhau nữa, ai ra xem những video kỹ thì ông anh cũng là một anh chơi thân với nhau. Đấy, ông anh 1968. Đấy. Dân phố cổ ấy, dân sành lắm ấy. Qua vừa rồi đi đám cưới ấy. Đám cưới chữ nào. Đám cưới chữ nào. Chữ nào mà. Anh em cũng có rất nhiều anh em để cho anh em quảng bá những văn hóa ẩm thực Hà Thành. Và có thể anh em người ở Hà Nội thì sẽ biết vị trí đấy, anh em ở xa biết. Hoặc có thể là như anh em các chủ các dạp cưới đúng không, hoặc các nhà hàng có thể cảm nhận được phong cách của tiêu chuẩn năm sao như thế nào vào không gian đấy. Ok anh em, nhưng chào anh em trên anh nhá, chào anh em nhá. Chốt anh em 22 triệu 500 cậu anh em 1,5 triệu nhá, anh em quay vòng đi. Chuẩn hai cái hai quả đeo xe dán kín đi lông anh em nhá. Vâng anh đi nhá. Đấy, anh Quyền đấy, Quyền là cũng ai. Ông anh Hưng là hàng bột trước anh phố cổ Trần Quốc Quản ấy. Ngày tôi sinh một ngày bùng cháy. Tuần thứ 12 năm 2023 này mới đi 480 cây. Xe không được phép chê. Này đôi gương đôi chìa khóa. Anh bảo thôi nhờ Kiên này vẫn bụi nhá. Bụi này, phủi này. Anh em bụi này. Bây giờ về rửa đi tí. Vâng, anh đi nhá. Cảm ơn đây. Đây. Bụi tí này. Đây. Mới tinh. Không được phép chê. Biển em nó là 29X7 ạ, 68576 cho các bác nha. Mới tinh nhá, xe này dành anh em mua xe mới. Anh em đừng có tính toán làm gì. Mua xe mới đây, cái này còn chưa rửa xe này. Chưa rỉ một tí. Chưa nước rửa xe từ hãng về chưa. Xe này mới tinh là 26 triệu chưa đăng ký. Nguyên cho các bác luôn ạ. Mới tinh là 26 triệu chưa đăng ký nhá, đăng ký mất 3,5 triệu biển Hà Nội nữa. 385 cây cháu mới đi được có 3 tháng. Vâng. Em cảm ơn anh Nguyễn Thạc Khánh nhá. 1,5 triệu anh ạ. Đổi nào. Từ chờ đấy. 2019. Em cắt thêm 14 triệu. Cắt nhé. Là con xe 9 tuổi đến em à? Xe trước em mua lại nhưng mà lâu rồi con thấy bán cửa hàng. Con thấy bán. Quá xịn. Giá là 11,5. 2019. Xe đi ngon không? Rồi anh cứ đi thử. Thỉnh thoảng xem anh trên live.
Em chào anh em giao lưu trên này, em giới thiệu tên. À thôi. Thế là 11 triệu rưỡi. Đi ngon nha, đi ngon không vấn đề gì đúng không em? Thì không hỏng hỏng hóc trục trặc gì. Em đổi đổi con hun chờ đi cho nó ngon hơn. Ok. chưa lên là mất xác cơ mà. Người cháu chưa kịp lên đây này nữa. Hun chờ. À đổi rồi là tiền cứ gọn là đi gọn em. Bác. Ok nhá. Đấy, đổi cho em nó con hun chờ. Đấy, con này là 11 triệu 500. Em vào vào. Đây. Quê An Pha vẫn nổ từ nãy đến giờ cho các bác nhá. Mình sang tay luôn nhá. 2019 11 triệu 500. Giá mua. Vành đúc đây em này. Cộng anh em 1 triệu 7 nhá. 2019 mua 11 rưỡi cộng em 1 triệu 7 anh em mua một vòng đi. D2 Bà Trưng. 29D2 29471 cho các bác nha. Đây. Máy vẫn chạy rất là ngon. Rất ngon. Rồi, con Santa Fe đẹp thế nhỉ. Màu mẹ xanh Carbonside. Úi giời, họ hết vào ghế này. Chèn hết vào ghế này nhỉ. Đi chạm ghế này cua. Thằng thợ lái giỏi không? Mẹ lái sát sạt luôn. Đấy, anh em con Santa Fe đẹp thế nhỉ. Thôi, vẫn phải review ô tô tí. Review xe máy 2019 sơn zin máy zin. Con này phải thay mất mấy cái nắp xi nhan này. Thay nắp xi nhan này hết khoảng bán ra 50.000 một cái. Đấy, máy vẫn nổ đấy. Xe dán 3 lớp nhá. Dán sơn 3 lớp, màu trắng. Đúc thì đúc xịn nhá. Tốp mới. Dòng xe Way này nó quá giữ giá, máy zin này. Tem này, tem ở trong nhá. Một lớp tem trong em bảo vệ. Tem này tem nội nhá, nhưng mà ở trong. Tem này anh em phải bóc 3 lớp ấy. Anh em có nhu cầu bóc 3 lớp thì mình bóc cho. Vỏ yên đẹp. Vỏ yên đẹp, 3 đồng 3. Đẹp này cho các bác nha. Dòng Way rất là giữ giá anh em nhá. Way nó là thánh giữ giá rồi. Mua bao nhiêu em muốn nhá? 11 rưỡi cộng 17 à? Chi tiết rồi anh em. Đổi xe đấy, mình vừa đổi đấy. Anh em sang tay cho nhanh. Mình làm sao phải giữ dáng em ạ. Con xe này mua 4 triệu rưỡi nhá, có anh em 2 triệu nhá, buôn thất nghiệp lãi quan viên. 6 triệu cho một em này cho các bác nha. Sáng nay trong Tết Hoàng Kiên giả 4 triệu rưỡi này anh em mang lên bán. 4 triệu rưỡi cộng 2 triệu nhá, chế cơ bản màu cà rốt. Em ạ. Cảm ơn ông anh từ trong Tết. Chào bác nào mà thích nổi bật giữa đám đông đây. Biển em nó là 29F1 ạ, 00091 cho các bác nha. Đấy. Có giá quá rẻ đây ạ. Một trong những dòng xe tay ga giá rẻ rồi. Thay mấy kính đèn nha anh em nhá. Gọi là giá hợp lý cho các bác rồi. Xe đã dọn dẹp lên rồi, máy móc ngon. Tạm sóc thứ ngon lành nhá. Bé không phải làm gì cả, xe đã dọn đẹp lên, mua 4 triệu rưỡi cậu em 2 triệu. Xế cơ nha anh em nào có, nếu mà xe nó ăn xăng thì về qua mình mất 300.000 mình lắp cho anh em một bộ tiết kiệm xăng. Đấy em nhá. 2010. 225. Con này của mình à? Ừ. Spacey nhá, Spacey. Sao có Spacey?